Chương trình này được bảo trợ bởi nhà in SNT Graphic Design and Color Print tại Tây Úc, chuyên in ấn tất cả các loại sách báo, business card, thiệp cưới, nhãn hiệu, áo thun và còn nhiều sản phẩm khác nữa. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn qua số 08 9248 1286. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, công ty Deloitte Access Economics vừa công bố một thống kê cho thấy đời sống cư dân Úc đã được cải thiện đáng kể trong suốt thời kỳ đại dịch COVID-19. Trong khi đó, thì lịch trình chủng ngừa chậm chạp tại Úc vẫn tiếp tục là đề tài gây nhiều tranh cãi giữa các chuyên gia, đặc biệt là sau khi Thủ tướng Morrison từ chối đưa ra lịch trình mới về kế hoạch chủng ngừa tại Úc. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ ba, ngày 13 tháng 4 năm 2021. Trong thời kỳ đại dịch, nhưng đời sống cư dân Úc lại được cải thiện rõ rệt. Theo một phúc trình của công ty Deloitte Access Economics, thì đời sống kinh tế cá nhân cũng như nền kinh tế Úc Châu nói chung đã được cải thiện đáng kể ngay trong thời kỳ đại dịch và ngay cả sau khi kế hoạch tài trợ lương bồng cho đã chấm dứt vào cuối tháng 3 vừa qua. Theo phúc trình mới nhất mà công ty Deloitte vừa phổ biến ngày hôm qua, đã cho thấy tiêu chuẩn sinh sống của cư dân Úc đã gia tăng nhanh trong năm 2020 hơn là mức trung bình của cả thập niên, phần lớn nhờ vào ngành xuất cảng nhiên liệu gia tăng và lãi suất tiền vay ở mức thấp lịch sử là 0.1%. Trong phúc trình này, công ty Deloitte cũng đã khuyên chính phủ Úc nên điều chỉnh phần tiết kiệm ngân sách khi tình trạng thất nghiệp ở dưới mức 6% và chỉ nên thực hiện kế hoạch này khi chỉ số thất nghiệp đã xuống dưới mức 4.5%. Hay nói khác hơn là chính phủ chỉ nên tiết kiệm ngân sách khi chỉ số thất nghiệp giảm xuống chỉ còn 4.5%, tức là mức độ thất nghiệp lý tưởng mà ABA cũng đang mong chờ. Nhắc lại là mức độ thất nghiệp tại Úc đã giảm hạ rõ rệt từ mức 7.5%, hồi năm ngoái và hiện nay đang ở mức 5.8% và dự trù sẽ giảm xuống dưới 5.6% vào cuối năm nay 2021, sau đó sẽ tiếp tục giảm còn 5.3% vào năm 2022 và 5.1% vào năm 2023. Ngoài ra, Deloitte cũng dự phóng là mức lãi suất sẽ không gia tăng cho đến năm 2024. Và đây cũng là thời điểm mà Thống đốc Ngân hàng Chữ Kim ABA, tiến sĩ Philip Lowe đã từng công bố về mặt lương bổng, công ty Deloitte dự phóng là mức độ lương bổng tại Úc sẽ gia tăng 1.2% trong năm tài chính 2021-2022 và lên mức 2.2% trong năm 2024-2025. Chuyên gia kêu gọi chính phủ xét lại và ấn định lịch trình chủng ngừa. Mới đây, chính phủ Morrison đã từng công bố lịch trình chủng ngừa tại Úc bắt đầu từ tháng 2 và kết thúc vào cuối tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, trong vài tuần lễ khởi đầu vì lý do khan hiếm vaccine, nên nước Úc đã không đạt được mốc điểm như dự định. Chẳng hạn như nước Úc đã dự trù là vào đầu tháng 4 có thể chủng ngừa cho khoảng 4 triệu dân. Thế nhưng trong thực tế thì cho đến thời điểm này, chỉ mới có hơn 1 triệu người Úc đã được chủng ngừa. Điều này có nghĩa là tiến độ chủng ngừa tại Úc chậm hơn 75% so với dự phóng ban đầu. Và nay, sau khi chính phủ đã công bố thay đổi chính sách chủng ngừa và chọn vaccine Pfizer là vaccine chủ lực để chủng ngừa cho thành phần cư dân dưới 50 tuổi. Điều này có nghĩa là hơn 12 triệu cư dân Úc sẽ phải lệ thuộc vào nguồn cung ứng vaccine Pfizer từ nước ngoài. Nếu nguồn cung ứng này đến Úc đúng hạn, thì lịch trình chủng ngừa tại Úc may ra có thể kết thúc vào cuối năm nay, 2021. Thế nhưng điều này rất khó xảy ra trong bối cảnh khan hiếm vaccine trầm trọng hiện nay tại châu Âu. Một chuyên gia rất có uy tín tại Úc là giáo sư Mary Louise McLaws của Viện Đại học New South Wales nói rằng với tiến độ chủng ngừa hiện nay thì nước Úc sẽ phải mất thêm vài năm nữa thì đa số cư dân mới được chủng ngừa. Theo nhận xét của giáo sư McLaws thì tiến độ chủng ngừa tại Úc chỉ có thể cải thiện với điều kiện là vaccine Pfizer được cung cấp kịp thời từ thời điểm này cho đến tháng 9 năm 2021. Thế nhưng giáo sư McLaws không tin là nguồn cung ứng này sẽ xảy ra. Trong bối cảnh khan hiếm vaccine như thế này thì giáo sư McLaughlin đã ước định rằng nếu 85% cư dân Úc được chủ ngừa theo dự định thì biên giới quốc gia của Úc mới có thể được mở cửa vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm tới. Bởi vậy, giáo sư McLaughlin đã kêu gọi chính phủ nên cứu xét lại vấn đề và nên ấn định thời hạn kết thúc chủ ngừa cụ thể. Về phương diện vaccine, theo lời giáo sư McLaughlin, thì những ai trên 50 tuổi nên hưởng ứng lời kêu gọi chủ ngừa vì vaccine AstraZeneca được coi là an toàn và hữu hiệu đối với thành phần này. Trong khi đó, thì thành phần trẻ nếu được chủng ngừa với vaccine Pfizer thì đây cũng là điều hữu ích cho thế hệ lớn tuổi vì họ sẽ được an toàn hơn. Lý do là vì thành phần trẻ tuy có thể vượt qua được những ca nhiễm, nhưng cũng chính thành phần trẻ lại là nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người lớn tuổi trong gia đình. Nước Úc cần có 24 trung tâm chủng ngừa tập thể thì mới hy vọng hoàn tất chủng ngừa cho toàn thể cư dân trong năm nay. Với những phương tiện hiện hữu và sự khan hiếm về nguồn vaccine Pfizer nhập cảng, thì nước Úc không thể nào đạt được mục tiêu như đã dự định là hoàn tất chủng ngừa cho toàn thể 25 triệu dân vào cuối năm nay 2021. Tuy nhiên, ngay cả khi đã có được vaccine thì theo nhận xét của giáo sư Mary Louise McLaughlin, thì nước Úc cũng cần phải cải thiện cơ sở hạ tầng để gia tăng tốc độ chủng ngừa, vì nếu chỉ dựa vào hệ thống bệnh viện và các phòng mạch bác sĩ gia đình thì có lẽ sẽ mất đến vài năm mới có thể hoàn thành chủng ngừa cho 25 triệu cư dân tại Úc. Khi nêu lên vấn đề này, giáo sư MacLoss đã viện dẫn tình hình chủng ngừa tại Mỹ, khi mà chính phủ các cấp liên bang cũng như tiểu bang tại Mỹ đã thiết lập rất nhiều trung tâm chủng ngừa tập thể, đặc biệt là tại các sân vận động thể dục thể thao và tại khuôn viên của các viện đại học. Thế nhưng tại Úc thì chính phủ đã bác bỏ giải pháp này. Mặc dù tại New South Wales, chính phủ của Thủ hiến Gladys Berejiklian đã lên kế hoạch thiết lập một trung tâm chủng ngừa tập thể tại khu Homebush Bay là địa điểm của Thế vận hội năm 2000 trước kia. Tuy nhiên, Thủ hiến Berejiklian cũng nhấn mạnh rằng bà cần có nguồn cung ứng vaccine đều đặn từ liên bang thì trung tâm chủng ngừa tập thể này mới có thể hoạt động hữu hiệu. Ngày hôm qua, trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC, giáo sư Mark Laws đã nói rằng Nước Úc cần phải có ít nhất là 24 trung tâm chủng ngừa tập thể thì may ra mới có thể đạt được mức độ chủng ngừa cho 85% cư dân vào giữa năm 2022. Và chỉ riêng tại thành phố Brisbane thì chính quyền cũng cần phải thành lập ít nhất là 3 hoặc 4 trung tâm chủng ngừa tập thể cho cư dân vùng này. Tuy nhiên, một trung tâm chủng ngừa tập thể chỉ có thể hoạt động hữu hiệu khi có đông cư dân đến chủng ngừa và việc này sẽ gây tắc nghẽn giao thông. Bởi vậy, theo lời giáo sư Maclos, thì trong thời kỳ cao điểm của kế hoạch chủng ngừa tại Úc, có thể chính quyền các cấp cần phải khuyên cư dân nên tiếp tục làm việc tại nhà nếu có thể được, hoặc nếu đi làm tại các khu trung tâm thì nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhằm tạo điều kiện cho cư dân nhanh chóng đến các trung tâm chủng ngừa tập thể. Ngoài New South Wales, thì tại Victoria cũng có kế hoạch thành lập hai trung tâm chủng ngừa tập thể, trong khi các tiểu bang và lãnh thổ khác thì vẫn chưa có ý định thành lập trung tâm chủng ngừa tập thể. Chùng ngừa COVID-19, tiểu bang New South Wales đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Tại New South Wales, chính phủ Gladys Berejiklian đã và đang đẩy mạnh tiến độ chủng ngừa COVID-19 và hiện đang được coi là dẫn đầu nước Úc về phương diện này. Tuy nhiên, thủ hiến Gladys Berejiklian có vẻ vẫn chưa hài lòng với tốc độ chủng ngừa hiện nay nên đã tuyên bố thành lập trung tâm chủng ngừa tập thể tại vùng Homebush Bay, là nơi đã diễn ra thế vận hội năm 2000. Theo lời của thủ hiến Grady thì cho đến thời điểm này, tiểu bang New South Wales đã đạt được tiêu chuẩn dự định. Điều này có nghĩa là 7 tuần lễ sau khi bắt đầu chủ ngừa vào ngày 22 tháng 2, thì New South Wales đã chủ ngừa cho trên 300.000 viên chức tuyến đầu. Tuy vậy, New South Wales cũng đang gặp phải vấn đề khó khăn về mặt thông tin và số lượng vaccine mà New South Wales có thể nhận được từ liên bang với những khó khăn của nguồn cung ứng của vaccine Pfizer, cộng thêm những hạn chế sử dụng vaccine AstraZeneca cho thành phần dưới 50 tuổi, sẽ gây nhiều bất lợi cho nước Úc và nói chung thì có thể đẩy lùi sự phát triển kinh tế tại Úc. Theo lời Thủ hiến Berechiklin, thì tiểu bang New South Wales cần có 100 địa điểm chủng ngừa, cộng thêm vài trung tâm chủng ngừa tập thể thì mới hy vọng đạt được tốc độ chủng ngừa như dự phóng. Trong khi đó, theo nguồn tin từ Bộ Y tế New South Wales, thì vào cuối tuần qua đã có trên 25.000 người được chủng ngừa vaccine trong nhóm one a và one b khoảng 13.000 đã được chích với vaccine Pfizer và khoảng 12.000 đã được chích với vaccine AstraZeneca. Nhân số này có vẻ sụt giảm chút ít so với mức trung bình hàng tuần của New South Wales là khoảng 30.000 người mỗi tuần. Cũng tính cho đến thời điểm vào cuối ngày Chủ nhật vừa qua, tổng cộng New South Wales đã chủng ngừa cho trên 151.000 người, Victoria tạm ngưng sử dụng AstraZeneca cho những người dưới 50 tuổi để chỉnh đốn nhân sự. Ngày hôm qua, quyền thủ hiến Victoria, ông James Molino đã lên tiếng giải thích về quyết định tạm ngưng sử dụng AstraZeneca cho những cư dân dưới 50 tuổi. Việc tạm ngưng này đã được tạm dừng từ ngày thứ Sáu tuần trước, tức là ngay sau khi chính phủ liên bang tuyên bố không sử dụng vaccine AstraZeneca cho tập thể những người dưới 40 tuổi tại Úc, và việc tạm ngưng này vẫn hãy còn đang được kéo dài thêm vài ngày nữa, mà theo sự giải thích của ông James Merlino nói là cần thiết để Victoria có đủ thời gian để có thể huấn luyện nhân viên, dịch những tài liệu từ tiếng Anh sang các ngôn ngữ cộng đồng, cũng như nghiên cứu về tình trạng pháp lý trong vấn đề kiện tụng các bác sĩ gia đình nếu có xảy ra những rủi ro. Đồng thời, chính phủ Victoria cũng yêu cầu chính quyền liên bang hãy chuyển đổi số lượng vaccine AstraZeneca từ các cơ sở chính phủ tiểu bang sang phòng mạch bác sĩ gia đình là nơi mà thành phần 1B đang được chủ ngừa. Ông James Molino nói rằng, chính phủ Victoria cần có thêm thời gian để nghiên cứu về sự thay đổi chính sách mà chính phủ liên bang đã công bố sau khi được cố vấn bởi Ủy ban chuyên gia ATAGI. Tây Úc chuẩn bị cưỡng bách chủ ngừa cho những ai làm việc tại khách sạn cách ly. Ngày hôm qua, Thủ hiến Tây Úc Mark McCowan nói rằng, nguy cơ dịch bệnh vẫn hãy còn tiếp diễn tại Tây Úc sau khi một thành viên của một chiếc tàu chở hàng đã bị nhiễm dương tính và đã được đưa đến chữa trị tại một bệnh viện ở Perth. Cũng trong ngày hôm qua, Thủ hiến McCowan đã loan báo rằng, chính phủ Tây Úc sẽ ra lệnh cưỡng bách chủ ngừa COVID-19 đối với tất cả những ai đang và sẽ làm việc tại các khách sạn cách ly ông McCowan nói rằng việc cưỡng bắt chủng ngừa là một điều mà ông không hề muốn làm nhưng cần phải thực hiện nhằm mục đích bảo vệ an toàn cho cư dân tại Tây Úc. Theo lời Thủ hiến McCowan, thì cứ mỗi hai trong số 5 người, tức là khoảng 40%, những người làm việc tại hệ thống cách ly đã từ chối việc chủng ngừa mặc dù họ thuộc thành phần ưu tiên 1A. Ngoài ra, nhiều nơi tại Tây Úc vào cuối tuần qua cũng đã bị tàn phá nặng nề sau khi bị tấn công bởi cơn bão nhiệt đới Serocha. Tại thị trấn ven biển Calbarie, nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy, cây cối, đường dây điện bị bật đổ và hơn 20.000 cư dân bị mất điện sau khi cơn bão đổ bộ. Đồn cảnh sát, quán rượu và bãi đậu xe lưu động đều đã bị thiệt hại nặng nề. Nhiều người đã không còn chỗ ở sau khi cơn bão di chuyển nhanh, xé toạc các mái nhà và khiến các mảnh vỡ bay khắp thị trấn. Tình trạng trộm cắp, cướp phá cũng đã diễn ra trong lúc cơn bão hoành hành tại thị trấn Calgary. Thị trấn Calgary hiện là nơi sinh sống của khoảng 1.500 người, cách thủ phủ Perth khoảng 500 cây số, là nơi đã bị thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 70% tài sản cư dân đã bị hư hại. Trong khi đó, thị trấn Northampton là nơi sinh sống của 1.000 cư dân cũng ghi nhận thiệt hại trên diện rộng. Trên mạng xã hội Facebook, Thủ tướng Scott Morrison khẳng định tình hình tại bang này vẫn rất nghiêm trọng, đồng thời cho biết chính phủ liên bang cũng đã kích hoạt kế hoạch đối phó với thảm họa. Tuần trước, cơn bão Serota đã hoành hành tại nhiều khu vực của Indonesia và Timor-Leste, khiến hơn 200 người thiệt mạng và buộc hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.